Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em tạo một cái ví Zilbay chạy trên nền tảng là Zilliwa, một token Zil bằng 0.1921 USDT cho một token các bạn. Thì để tạo được ví thì các bạn click tiếp phần link mô tả của mình, thì các bạn download về một cái app là Zilbay các bạn. Mình có để hai một đường link là dành cho phần mềm iOS và Android được tải được các bạn. Rồi các bạn mở app lên nè các bạn. Rồi tao bấm led nha các bạn. Bấm led ta nè. Rồi các bạn lướt xuống các bạn bấm vào asset nè. Crypto connect, các bạn bấm vào crypto nha các bạn. Sau khi các bạn nó ra, nó hiện ra 12 cụm từ, các bạn nhớ lưu 12 cụm từ này vào cái cây nào nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào continue đi các bạn. Thì nó có 12 cụm từ khu vực thì các bạn chọn vào các bạn. Cái này cũng như là tạo ví MetaMask chocolate thôi nha các bạn. Số 1 là EL 1, 2 là casino. Rồi các bạn chọn đi nha các bạn. Sau khi các bạn sắp xếp 12 cụm từ khu vực, rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn tạo mật khẩu account các bạn tự đặt nha các bạn. Anh em thì các bạn tự đặt password rồi xác nhận password, các bạn bấm vào continue các bạn. Thì nó tự tạo cho bạn một cái ví các bạn. Rồi nó nói vui rồi thánh kêu các bạn tạo ví wallet, bấm bấm ok các bạn. À như vậy là mình có một cái ví siêu bay các bạn. Thì địa chỉ ví nhận của mình bấm bạn nhấp vào đây nè các bạn. Bạn nhấp vào đây nè các bạn. Tôi cần hit siêu bay các bạn, là địa chỉ nhận mà là cái địa chỉ này nè các bạn. Phải các bạn. À địa chỉ nhận là send cũng như cái địa chỉ chocolate thôi các bạn. Bấm vào reset này, là địa chỉ nhận của mình nè. Bạn copy nè các bạn. Còn địa chỉ gỡ là send các bạn. Thì bạn muốn gỡ con token nào trên đây thì bạn phải có một cái đồng siêu này nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn phần để mình kiếm các bạn trang ép con chắc cài đặt setting. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tạo ví Zilbay đến đây cũng kết thúc các bạn. Để vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.